Đây là đĩa bò bía. Rất là ngon các bạn ơi. Có trứng nè, có lạp xưởng nè, còn có tép trong đây nữa các bạn. Nè. Cái này là trứng gói, cái ni lông á. Mở cái ni lông ra nè. Đây, cái bò bía của mình như thế này. Rất là ngon tuyệt vời các bạn. Có thể ăn với mấy loại tương và ớt. Nào, cùng vào bếp với Trinh ha. Xin chào các bạn, trở lại kênh nấu ăn của Trinh. Hôm nay Trinh sẽ làm món bò bía. Mà ở đây Trinh có củ sắn nè các bạn. Trinh làm theo cái kiểu mà ở bên nước ngoài á, ở những cái gia đình mà không có gần chợ Việt Nam mà mua rau mua cỏ các bạn, thì Trinh sẽ dùng cái rau mít như thế này ở chợ Mỹ, nào cũng có bán ha, cũng rất là ngon. Và tép, tép người ta làm rang sẵn rồi, chín rồi, lạp xưởng, trứng, bánh tráng, đậu phụng, bơ đậu phụng, tương ăn phở. Rồi bây giờ Trinh bắt đầu làm. Đầu tiên Trinh sẽ đập 3 quả trứng vào đây ha. Trinh sẽ cho khoảng nửa muỗng bột bắp và nửa muỗng bột nêm. Trinh cho vào đây một chút xíu nước. Quấy tan. Cho vào cái trứng. Mình sẽ chán trứng ha, cho một chút dầu vào. Khi mà dầu nóng rồi đó, Kinh sẽ cho trứng vào chảo nhỏ thì Kinh đổ thành hai hai lần ha, mình chia cái trứng ra hai lần Kinh đổ. Khi trứng chín khô ráo rồi Kinh cho ra ngoài cái đĩa, Kinh sẽ cuộn cái trứng lại, Trinh sắc sợi ha. Lạp xưởng Trinh cũng chiên cho chín rồi Trinh sẽ cắt lát ha. Lát dài dài chéo chéo nè các bạn. Hồi nữa mình cuốn vào cái bánh tráng thì nó sẽ đẹp hơn ha. Củ sắn Trinh đã gọt hết vỏ và rửa sạch. Giờ Trinh sẽ cắt sợi. Trinh cắt ra làm bốn ha. Và Trinh cắt mỏng mỏng vậy nè, chút nữa Trinh cắt sợi ha.
đoạn cắt sợi ngắn ngắn như thế này. Kim sẽ xào củ sắn, Kim cho một chút dầu hành. Nếu các bạn không có dầu hành phi thì các bạn cho dầu thường mà cho chút hành tím các bạn. Cho chút hành tím băm vào cho nó thơm ha. Dầu nóng Kim cho củ sắn vào. Xào vài vòng và các bạn nêm một nêm ha. Cái này các bạn nêm theo khẩu vị của các bạn ha. Kim cho khoảng 1 muỗng rưỡi bột nêm. Nêm này của Kim nó mặn mặn ngọt ngọt, người ta chứ không có cho muối gì nữa. Các bạn xào vài vòng mà các bạn thấy củ sắn nó đã mềm xuống rồi các bạn, nhưng mà nó vẫn giữ cái độ giòn, nhưng các bạn đừng xào quá kỹ. Nếu các bạn xào kỹ quá thì nó hết cái độ giòn của củ sắn thì cũng sẽ không ngon. Các bạn xào nhưng mà các bạn lấy một cọng lên rồi nè, các bạn ăn thử nhé. Nó mềm mà nó vẫn giòn là được nha. Các bạn tắt bếp. Trong thời gian mà đợi củ sắn nó nguội để mình gói, Kim sẽ làm tương để chấm ha. Kim cho tương ăn phở nè. Kim dùng 4 muỗng canh ăn phở cho tương. Kim sẽ cho nước vào đây ha. 1 2 3 Kim sẽ cho 8 muỗng nước là gấp đôi cái lượng tương mình cho. Kim sẽ dùng 3 muỗng đầy bơ đậu phụng, 3 muỗng canh đầy nha. Kim sẽ nấu cho cái bơ đậu phụng này nó tan ra. Trong lúc này thì các bạn nếm lại ha, coi cái tương của mình có vừa chưa. Nếu mà nó ngọt quá thì các bạn cho thêm một chút tương ăn phở vào. Kim sẽ cho thêm một chút tương và một chút nước vì nó hơi đặc á. Cái này thì các bạn điều chỉnh lại một chút xíu thôi ha, chứ không có nhiều. Để theo cái độ mà lỏng đặc á, của mình á, tùy ý. Tương nó sền sệt cỡ này là vừa ha, bạn thấy ha. Rồi bây giờ Kim tắt bếp, bây giờ Kim chuẩn bị gói bò bía ha. Kim đã nhúng bánh tráng ướt ở đây, Kim cho một chút xíu rau vào. Mấy cái rau này ăn tốt lắm các bạn, nó miết đủ thứ loại rau trong đây, salad á. Kim sẽ cho một ít củ sắn. Và cái tép đó các bạn cho vào đây luôn. Các bạn rắc rắc phía dưới chỗ bánh tráng luôn ha. Mình sẽ cuốn lại đây, các bạn cuốn cái này trước. Gấp hai đầu. Rồi, các bạn cho trứng vào. Và cho lạp xưởng. Như thế này. Ha. Vừa trứng vừa lạp xưởng. Kim sẽ làm một cái nữa cho các bạn xem ha. Mình cho một ít rau ở đây. Nếu mà các bạn ở gần chợ Việt Nam á, các bạn có rau sống, rau thơm gì đó thì các bạn cuốn ha. Còn ở chỗ Kim á, mỗi lần đi cái chợ mà Việt Nam á các bạn, xa lắm. Thành ra Kim cứ mua rau ở chợ Mỹ á, rồi Kim cuốn thôi. Cho một ít củ sắn ở đây, một ít
tép, để ngay bánh tráng luôn. Cuốn lại. Cuốn bằng găng tay hơi khó ha. Các bạn làm ở nhà, bạn cuốn bằng tay á nó dễ hơn. Cuốn bằng găng tay nó mình để trứng vô. Để dài dài. Để đập xưởng cũng dài dài luôn. Cuốn lại. Và đây là kết quả, Trinh đã gói xong đĩa bò bía. Có thể ăn với tương này các bạn, cho ớt và đậu phụng vào ha, cho nó thêm phần hấp dẫn. Cái này á, bò bía này á, Trinh gói cái ni lông cho khỏi dính ha, nên các bạn thấy nó bóng bóng ha. Nhiều người lại tưởng đâu là cái bánh tráng đâu mà giống ni lông. Thật sự gói cái ni lông á, rồi mình để vậy cho nó không bị khô, mới lại nó không có dính vào nhau. Nếu các bạn thấy video của Trinh hữu ích thì hãy đăng ký và like cho Trinh ha, để biết cái video tiếp theo của Trinh. Cảm ơn các bạn, hẹn các bạn ở video sau. Bye bye.